Trang y tế bao nhiêu hộp em? Dạ, 270.000 hả? Một loại đó hả? Còn loại nữa. Vậy là dễ thương nhất rồi hả? Đây các bạn ơi, cái khẩu trang 50 cái là 270.000 các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Mình có quay cái đoạn đầu cho các bạn xem đó. Cái người bán kêu đến người ta bán rẻ đó các bạn. Mình không hiểu là như thế nào. Đó. Mà bây giờ khẩu trang còn quý hơn hơn gì luôn các bạn. Khẩu trang còn quý hơn gì nữa. Đi tìm mua hoài không có các bạn, mình đi mình thấy cái chỗ này có nè, nên là mình ghé mình mua nha các bạn. Kệ nó thôi, bây giờ người ta nói là bây giờ là tiền nhiều để làm gì. Bây giờ dịch bệnh thì phải chịu thôi nha các bạn. 270.000 cho một hộp khẩu trang
50 cái, mà trong khi á, nhà là hệ thường là 45.000 nha các bạn.